Xin chào các bạn, chào mừng em là Vlog. Thì theo yêu cầu của một số bạn đã comment ở các video trước, thì các bạn có bảo là mình quay dây vàng 18k đi. Thì hôm nay mình chọn ra 5 mẫu dây vàng 18k đẹp, thì mình quay lên để cho các bạn cùng tham khảo, cùng chiêm ngưỡng. Đây là dây đầu tiên này, rất là đẹp. Đốt trắng đốt vàng. Trắng nghĩa là bạch kim vẽ lên cho đẹp đấy, chứ không phải bạc đâu. Nhiều các bạn bảo là bạc thì không phải đâu, đó là bạch kim vẽ cho đẹp các bạn ạ. Ở đây ký hiệu của vàng nghĩa là AU, có dấu này. Đây là vàng Italy, nó sẽ có dấu Italy và ký hiệu của vàng là AU Italy, rất là đẹp. Đây AU 750, và trong nguyên tố hóa học thì vàng được ký hiệu là AU và bạc có ký hiệu là AG các bạn nhé. Thì để cho các bạn cùng hiểu thêm về bạc và vàng. Hai mẫu rất đẹp, mẫu này này, mẫu này đẹp tuyệt vời luôn. Để các bạn cùng chiêm ngưỡng xem, các bạn thích mẫu nào thì hãy comment vào số Zalo của mình. Các bạn có thể nhắn tin vào Zalo của mình theo số điện thoại là 0372455773, hoặc các bạn có thể đến cửa địa chỉ cửa hàng của mình nếu các bạn ở gần ở đây. Mình ở khu Tân Tiến, thị trấn Đoan Hùng, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ. Nếu các bạn gần ở đây thì các bạn có thể đến cửa hàng của mình. Không thì các bạn có thể nhắn qua Zalo của mình. Hoặc là các bạn thích một bất cứ một mẫu nào thì các bạn cứ comment dưới phần bình luận, mình sẽ quay lên cho các bạn cùng xem nhé. Đây mẫu này rất là đẹp này. Mẫu này rơi tầm khoảng, mẫu này nặng các bạn ạ. Vàng 18k bao giờ cũng nặng hơn vàng 10k đấy. Mẫu này là tầm khoảng 15 chỉ. Rất là đẹp. Thiết kế những mẫu vàng Ý này này, Italy này, thì rất là đẹp, rất là sắc nét. Những cái không bao giờ có những cái vết hàn hay là những vết gì xấu cả, vì vàng cao tuổi nên là cũng được làm thì rất là tỉ mỉ. Và vàng 18k đặc điểm là các bạn đeo nó sẽ không bị nhạt màu đi, nên là rất nhiều các bạn thích vàng 18k. Bây giờ các bạn trẻ thường là đeo vàng 18k là nhiều, vì vàng 18k đeo nó không bị nhạt màu đi và màu độ bóng của nó vẫn còn mãi. Còn vàng 10k thì các bạn đeo một thời gian nó sẽ nhạt màu đi và phải xi lại thì nó mới đẹp. Còn vàng 10k thì không cần, vàng Italy này thì không cần xi lại, chỉ cần rửa cái lại sáng thôi, vì độ màu miếng nó không bị mất đi, nó nguyên chất rất là đẹp. Như dây dạng như dây tròn này rất là chắc khỏe này, móc cũng làm kiểu tròn luôn, làm phù hợp với dây, rất là đẹp. Các bạn đã ưng mẫu nào chưa? Mẫu này còn mẫu này nữa này, rất là đẹp này. Thì các bạn muốn biết giá vàng nhé, thì hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn một cách để các bạn nhân được giá vàng, biết được giá vàng mà không cần phải hỏi ai cả. Thì các bạn chỉ cần lấy giá bằng ta, như các bạn giá vàng ta là 50, các bạn nhân với 7 tuổi rưỡi, các bạn đi mua vàng, các bạn hỏi cái vàng này bao nhiêu tuổi, thì các bạn lấy 50 nhân với 7 tuổi rưỡi thì sẽ ra giá vàng. Đấy là ra giá vàng của cái vàng mà các bạn đang mua đấy. Ví dụ nhá, các bạn mua vàng ta là vàng 10 tuổi, 999,99 đi, nói là 10 tuổi đi, thì các bạn 5 triệu nhân với giá của vàng 10 tuổi nhá, 5 triệu nhân với 10 tuổi thì đã bằng 5 triệu, đúng không? Thì các bạn 5 triệu nhân với 7 tuổi rưỡi thì sẽ ra giá vàng của 7 tuổi rưỡi. Và vàng Tây 10k là 4 tuổi mốt, thì các bạn cũng chỉ cần lấy giá 5 triệu nhân với 4 tuổi mốt, thế là ra giá vàng Tây thôi, rất là đơn giản. Thì vàng Tây có 3 loại, vàng 10k, 14, 18k. Bên mình có 3 loại chính như vậy, 10, 14, 18k. Thì các bạn chỉ nhân hỏi là cái vàng này bao nhiêu tuổi là các bạn biết được giá của nó, đúng không? Rất là đơn giản. Và các bạn xem video nhớ nhấn đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé, để được đón xem những video tiếp theo của mình. Và bây giờ mình chỉ xin kết thúc video ở đây, mình xin giới thiệu qua vậy thôi. Cảm ơn tất cả các bạn đã cùng đón xem video của mình. Xin cảm ơn các bạn.